Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phương Thành Review. FIFA 23 sẽ là tựa game cuối cùng trong chuỗi game FIFA huyền thoại. Đồng thời, đang có chương trình giảm giá trên Steam. Đây cũng là thời điểm thích hợp cho những ai muốn trải nghiệm tựa game nhà EA. Vậy nên, đây chính là thời điểm lý tưởng để chúng ta tìm hiểu xem cần một cấu hình máy tính như thế nào để có thể tận hưởng cả hai tựa game trên một cách mượt mà và ổn định nhất. Cùng mình bắt đầu nhé. Theo thông tin từ EA, để chơi FIFA 23, cấu hình tối thiểu mà họ đề nghị bao gồm chip Intel Core i5-6600K hoặc AMD Ryzen 5-1600, kèm theo đó là card đồ họa NVIDIA GTX 1050 Ti hoặc AMD RX 570. Tuy nhiên, nếu muốn trải nghiệm game một cách mượt mà và tối ưu nhất, cấu hình mà EA khuyên dùng là con chip Intel Core i7-6700 hoặc AMD Ryzen 7-2700X cùng với card đồ họa NVIDIA GTX 1660 hoặc AMD RX 5600XT. Từ khi công nghệ Next Gen góp mặt, FIFA 23 đã đặt ra yêu cầu cấu hình khá cao. Ngày hôm nay, mình sẽ test cho các bạn một cấu hình PC cực kỳ chiến với con chip Intel Core i5-12400F, cặp RAM 16GB 3200 và card đồ họa RTX 3060 để xem liệu nó có thể đảm bảo một trải nghiệm mượt mà cho cả FIFA 23 và tựa game sắp ra mắt EA Sports FC 24. Đầu tiên, mình sẽ chỉnh đồ họa lên mức cao nhất để test thử cấu hình này chơi FIFA 23 có mượt mà không nha. Đây là chất lượng đồ họa có 4 mức: Low, Medium, High, Ultra. Mình đang để mức cao nhất. Có một phần rất là mới, đó là Chain by Hair. Phần này nói về chuyển động của tóc khi cầu thủ chạy trong game. Mình đang bật luôn nha anh em. Tính năng này rất thực tế. Và Frame Rate, mình sẽ để No Limit. Ok, bây giờ mình sẽ vào test game cho anh em xem nha. Bước vào game, mình sẽ chọn đội hình Manchester United, MU vô đối. Anh em có thể thấy dù chọn MU nhưng những pha ban bật của mình mượt mà không khác gì Manchester City. Cebu đang hoạt động từ 65 đến 71%. FIFA 23 có khá nhiều sự thay đổi so với người tiền nhiệm ở phiên bản trước, nhưng đáng chú ý nhất là sự chuyển động của mái tóc khi cầu thủ di chuyển, sự cuồng nhiệt của khán giả trên khán đài và cách phản ứng của cầu thủ với các tình huống bóng chân thật hơn. Còn những tình huống sút tung lưới đối thủ với công nghệ Next Gen, các hiệu ứng lưới rung và ăn mừng của cầu thủ được thể hiện một cách mượt mà và chân thật. GPU hoạt động khoảng 90 đến 95%. Có thể thấy đây là một tựa game khá nặng về phần đồ họa. Với cấu hình mình đã test cho các bạn, không chỉ trải nghiệm tốt những tựa game này mà còn hầu hết các tựa game AAA đình đám khác hiện tại. Nếu thấy thông tin hữu ích, hãy like video, subscribe kênh, ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng mình. Phương Thành Review, hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.